Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 10 tháng 9 năm 2020. Mời các bạn xem bản tin Đồng Tâm chuông gọi hồn cho chế độ Cộng sản phi nhân. Phiên tòa xét xử sơ thẩm 29 bị cáo trong vụ án Đồng Tâm đang diễn ra, nhưng dư luận cho rằng dù bản án có như thế nào thì cũng không thể giải quyết được căn nguyên của vấn đề của tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm hay ở Thủ Thiêm, cũng như khắp giải đất 63 tỉnh thành hình chữ S, nơi chừng nào đất đai còn thuộc về toàn dân, thì khi đó những người cầm quyền vẫn có cái cớ để tước đoạt đất đai của người dân và cuộc chiến bảo vệ đất đai của người dân với chính quyền sẽ không bao giờ chấm dứt. Và giới học giả phương Tây đã nhận xét tranh chấp đất đai là nguồn gốc chủ yếu gây ra căng thẳng xã hội trong luật Việt Nam đương đại. Đây là hình ảnh khu đô thị Eco Park sang trọng vẫn đang được xây dựng nhiều năm sau kháng cự bất thành của nông dân Văn Giang, Hưng Yên. Những vụ phản kháng chống tịch thu đất nông nghiệp để làm dự án công nghiệp, du lịch hay địa ốc xảy ra như cơm bữa và khắp nơi ở mọi ngõ ngách của Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ John London, phó giáo sư tiến sĩ về chính trị, kinh tế xã hội tại Đại học Leiden, Hà Lan nhận định trên đài BBC như sau. Không cần đọc lại những danh sách của vô số trường hợp to nhỏ khác nhau mà chúng ta biết tới để khẳng định về vấn đề đất đai là một trong những vấn đề nóng nhất ở Việt Nam. Trường hợp của Đồng Tâm rõ ràng không phải là vấn đề riêng của một xã mà là phản ánh tình trạng của một đất nước đã kéo dài nhiều thập niên qua. Và chúng ta thấy rõ những hạn chế của Việt Nam trong việc giải quyết những tranh chấp và xung đột về đất đai đã và còn có nhiều tác động xấu cũng như mang lại những rủi ro cho xã hội và tác động xấu đến chính trị nữa. Đại đa số các tranh chấp về đất đai ở Việt Nam có những yếu tố chung như ép, thậm chí cưỡng bức bán rẻ, đền bù ít, làm giàu cho một số nhóm. Như ai cũng biết, vấn đề này không chỉ có ở Việt Nam cũng như ở Trung Quốc và một số nước khác, sự kết hợp của những yếu tố này trong một bối cảnh kinh tế thiếu minh bạch, vắng một cơ chế pháp quyền dẫn đến những xung đột hết sức gay gắt. Chúng ta phải nắm rõ rằng những tranh chấp và xung đột về đất đai là một nguy cơ cao cho toàn xã hội. Nông dân mất đất, mất khả năng kiếm sống trên đất có lợi, mà cả nền kinh tế lẫn chính trị bị xem là một lĩnh vực bẩn thỉu. Muốn nâng cao năng suất của đất đai là một điều, nhưng phải có cách làm cực kỳ minh bạch, đạo đức, hợp pháp và xứng đáng với một xã hội công lý. Và mới đây, câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, một tổ chức dân sự hoạt động tích cực tại Việt Nam và ở nước ngoài, đã phát đi một thông báo với nội dung như sau. Quan điểm của câu lạc bộ Hiếu Đằng về vụ Đồng Tâm, chính quyền từ sai lầm đến tội ác. Bản tuyên bố đã nêu rõ sai lầm đầu tiên của chính quyền, đó là sai lầm về chính sách ruộng đất và quản lý đất đai. Đây là những hình ảnh tuyên truyền với những người nông dân, hợp tác xã, nông nghiệp ở ngoại thành Hà Nội hăng say sản xuất vì miền Nam ruột thịt, ảnh chụp vào năm 1968. Tuyên bố câu lạc bộ đã viết tiếp như sau, đất đai của mỗi bản làng là do cha ông nhiều thế hệ khai phá, canh tác, gắn bó với nông dân như máu thịt. Tấc đất, tấc vàng, dân ta nhờ giữ đất, giữ làng, một tấc không đi, một ly không rời mà giữ được đất nước. Đảng Cộng sản nhờ khẩu hiệu người cày có ruộng mà huy động được bao nhiêu con em nông dân ra trận. Nhưng đến khi giành được quyền cai trị đất nước thì Đảng Cộng sản ra luật đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý. Nhà nước, tức là chính quyền từ xã hội đến huyện, tỉnh, trung ương, có con dấu đỏ là có thể cấu kết với các nhóm lợi ích để thu hồi đất của người dân. Những vụ cưỡng chế đất đai diễn ra khắp cả nước, thực chất là nhiều vụ cướp đất của người dân đã lưu truyền trong thơ ca như cướp nay có đảng, có đoàn hẳn hoi, có con dấu đỏ đóng đỏ tươi, có còng số 8 rùi cui nhà tù. Đây là câu thơ của nhà thơ Nguyễn Duy. Từ thượng cổ đến nay, trên đất nước ta có bao giờ dân oan khắp nơi kêu gào, khiếu kiện triền miên về đất đai như thời nay? Có bao giờ người dân phải nổ súng và bọn cướp đất phải tự tử, phải khỏa thân, đấu tranh giữ đất như thời nay hay không? Sai lầm ở Đồng Tâm cũng trong bối cảnh đó, cái sân bay Miếu Môn thực chất chỉ là trên giấy. Khi đó gọi là Hội đồng Bộ trưởng, ông Đỗ Mười đã ký quyết định lấy đất sân bay Miếu Môn tháng 4 năm 1980, trong đó có 47,3 hectare đất thuộc xã Đồng Tâm. Nhưng dự án sân bay Miếu Môn đã không được làm và đất thì Bộ Quốc phòng cứ giữ. Cũng cần nói Bộ Quốc phòng có đặc quyền chiếm đất đai ghê gớm. Thời chiến, người dân sẵn sàng thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, xe chưa qua, nhà không tiếc thì đất đai có tiếc gì. Nhưng thời bình, đáng lẽ những đất quốc phòng không sử dụng phải trả lại cho dân. Bỏ đất hoang không chỉ sai mà còn là tội ác. Nhưng Bộ Quốc phòng Việt Nam thì vẫn chiếm giữ đất vô tội vạ. Đến sân bay Tân Sơn Nhất họ còn xẻ thịt đem bán cho thuê. Và Quốc hội cũng không đòi được, thì đất nào dính đến quốc phòng họ đâu chịu nhả ra. Khắp nơi, chính quyền thông đồng với các nhóm lợi ích cướp đất làm giàu, bất chấp lòng dân ai oán. Sai lầm căn cốt là từ đó,
Vậy mà Đảng vẫn không tỉnh ngộ. Không chỉ các tổ chức xã hội dân sự hay giới học giả và truyền thông nước ngoài chỉ trích về quy định sở hữu đất toàn dân về đất đai tại Việt Nam, mà ngay cả chính những thành phần trí thức làm việc trong bộ máy nhà nước ở Việt Nam cũng phải thừa nhận đây là một quy định bất hợp pháp. Đây hình ảnh vào ngày 28 tháng 11 năm 2013, Quốc hội thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, trong đó có điều 53 quy định đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do nhà nước đầu tư quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện sở hữu và thống nhất quản lý. Ông Bùi Kiến Thành, chuyên gia kinh tế, từng tư vấn chính sách hội nhập quốc tế và phát triển cho chính phủ và nhà nước Việt Nam trong nhiều thập niên trước đây đã phân tích như sau. Ông cha ta từ nghìn năm nay hay là ít nhất cũng là từ khi ông Lê Thánh Tông vào miền Nam cùng với bao nhiêu người để mở mang bờ cõi thì đất là đất của nhân dân. Nhà vua công nhận những đất khai hoang ra được do nhân dân làm chủ. Từ hàng trăm năm nay hay hàng nghìn năm nay cũng như thế, nhưng bỗng nhiên năm 1975, nhà nước mới ở Việt Nam đã tạo ra đạo luật bảo rằng đất thuộc sở hữu toàn dân nhưng do nhà nước thống nhất quản lý. Những câu chữ đó là những thuật ngữ mà theo tôi là sự chiếm đoạt hoàn toàn quyền sở hữu của nhân dân trên đất đai. Đó là một việc làm mà tôi thấy là không hợp lý đối với nhân tình, thế thái và đối với cả lịch sử. Vì vậy, tôi nghĩ về vấn đề dân chủ, về vấn đề quyền sở hữu tư nhân và vấn đề sở hữu đất đai ở Việt Nam càng phải nghiên cứu lại. Tôi thấy luật đất đai của Việt Nam, kể cả luật trưng dụng, cưỡng chế vân vân liên quan đến đó thực sự là phi nhân nghĩa đối với đồng bào, đối với đất nước, đối với ông bà, tổ tiên. Ông Thành tiếp tục nêu ra nhận định của mình như sau. Không thể nào dùng thuật ngữ là đất đai sở hữu của toàn dân do nhà nước đứng ra thống nhất quản lý được. Quản lý kiểu gì mà anh lấy đất đai, ruộng đất, ao chuông của người ta, anh làm đủ thứ chuyện rồi anh cho phong sở hữu của người kia, trao sở hữu người nọ, thế là không được. Từ đó, chuyên gia Bùi Kiến Thành kiến nghị Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, chính quyền ngày nay và kể cả tới đây trong Đại hội 13 cần tiến hành một cuộc cách mạng về cải tổ luật pháp về sở hữu đất đai, ruộng đất để trả lại quyền sở hữu cho người dân ở Việt Nam. Đây là hình ảnh vào ngày 19 tháng 8 năm 1945, Tổng khởi nghĩa Hà Nội, các lực lượng quần chúng cách mạng đang chiếm Bắc Bộ Phủ, dương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do hạnh phúc của đồng bào. Ông đề xuất tiếp như sau, theo tôi phải sửa căn bản luật đất đai, phải hủy bỏ luật đất đai hiện nay và đi vào công nhận quyền sở hữu đất đai là của nhân dân và do nhân dân tự quản lý, chứ không phải là do nhà nước giành quyền đó từ tay nhân dân mà quản lý đất đai của họ như bấy lâu nay. Tôi kiến nghị các vị có chức, có quyền trong Quốc hội cũng như trong Chính phủ phải nghiên cứu kỹ vấn đề đem luật Hồng Đức của Lê Thánh Tông ra mà nghiên cứu để có vấn đề về cơ sở luật pháp về đất đai từ thời tổ tiên, ông bà để lại, chứ không thể nào đột nhiên ra một luật chủ trương và chính sách như từ năm 1975 đến nay rồi chiếm đoạt của người dân như thế. Đặc biệt, ông Thành nhấn mạnh đây là vấn đề cần phải làm và phải tiến hành bất chấp sự tồn tại của những nhóm lợi ích hay những nhóm lũng đoạn chính sách có thế lực đang rất mạnh ngay trong ban lãnh đạo Đảng, nhà nước và Quốc hội của Việt Nam. Ông nói tiếp, anh đã từng nói là có thể làm cách mạng để cướp chính quyền thành công trong cách mạng tháng 8, anh làm được cách mạng để lật đổ chế độ phong kiến hay thực dân của Pháp đi. Mà khi đó anh tuyên bố là làm cách mạng để đưa lại một đất nước dân chủ, cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc. Thì tại làm sao mà anh lại không thể làm được cách mạng để sửa đổi luật mà nhiều người cho là bất hợp pháp, bất hợp lý như thế được. Còn khi anh làm như thế thì tất nhiên là sẽ gặp khó khăn, trở ngại rồi. Gặp chống đối của các nhóm lợi ích, lũng đoạn của các nhóm lũng đoạn chính sách v.v. Nhưng bổn phận của những người quản lý, lãnh đạo nhà nước, do dân, của dân, vì dân thì bổn phận của lãnh đạo đất nước là phải làm cái gì mà hợp tình, hợp lý cho dân. Nhà thơ dịch giả Hoàng Hưng, đồng chủ biên tạp chí Văn Nghệ Mạng Văn Việt thuộc Ban Vận động thành lập Văn Đoàn Độc lập Việt Nam cũng từng bộc lộ niềm hy vọng vào vụ Đồng Tâm sẽ là giọt nước tràn ly, khiến Đảng Cộng sản Việt Nam phải sửa luật đất đai, xác lập chế độ đa sở hữu, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân trong những quy định về quy hoạch đất đai. Đây là hình ảnh kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 diễn ra vào tháng 5 năm 2019 là lần đầu tiên Chính phủ đã rút dự án luật đất đai sửa đổi để trình vào thời điểm thích hợp. Phó giáo sư tiến sĩ John London cũng nhận định Đồng Tâm là thảm họa, Đồng Tâm là một nguy cơ, nhưng Đồng Tâm cũng là một cơ hội để cho cả Việt Nam nỗ lực giải quyết về vấn đề tranh chấp đất đai một cách hiệu quả hơn vì lợi ích của toàn xã hội và của tất cả mọi bên. Ông đề cập đến hai yếu tố để khắc phục tình trạng hiện nay. Thứ nhất là quyết tâm chính trị để giải quyết vấn đề, đối phó với các nhóm lợi ích và các nhóm lũng đoạn chính sách đang làm giàu một cách nhanh chóng và mạnh mẽ nhờ vào luật đất đai bất hợp pháp này.
Thứ hai là phát triển những thể chế và cơ chế để xử lý vấn đề tranh chấp đất đai hiệu quả hơn, thay cho những phương pháp bạo động mà chính quyền đã và đang áp dụng đối với người dân. Tuy nhiên, trên thực tế, dự án luật đất đai sửa đổi lại bị thế lực nào đó trì hoãn liên tục. Tại kỳ họp thứ 7 tháng 5 năm 2019, Chính phủ đã xin rút dự luật đất đai sửa đổi để trình vào thời điểm thích hợp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý cho lùi dự án luật này sang kỳ họp thứ 9 vào tháng 5 năm 2020. Nhưng tháng 4 vừa qua, Chính phủ lại tiếp tục có tờ trình đề nghị rút lại luật đất đai sửa đổi khỏi chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2020 của Quốc hội để nghiên cứu sửa đổi sau Đại hội Đảng lần thứ 13. Như vậy, Chính phủ xin rút lại luật đất đai sửa đổi khỏi chương trình xây dựng luật của Quốc hội đến 2 lần, trong khi điều luật bị đánh giá là bất hợp pháp và bất hợp hiến này đã gây ra biết bao tang thương, đau khổ cho nhân dân cả nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Năm, ngày 10 tháng 9 năm 2020 với bản tin Đồng Tâm chuông gọi hồn cho chế độ Cộng sản phi nhân. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.